Chào bác nhá, hôm nay là em đến thăm vườn của anh Tùng ở Tân Lập. Vâng, một người anh đã trợ giúp em rất là nhiều trong quá trình làm cây, đặc biệt là về phần kỹ thuật. Thì hôm nay là đến tham quan vườn của anh, thì anh cũng muốn giao lưu với lại tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc một số cây. Thế thì số điện thoại của bác của anh ấy thì em sẽ đăng trên góc màn hình. Thì các bác nào mà quan tâm cây nào thì bác gọi cho anh ấy. Thì bây giờ anh Tùng ơi, số điện thoại của mình là bao nhiêu nhỉ? Anh đọc cho mọi người biết nhỉ. 0948 615 921. 0948 615 921. Anh Tùng, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bác nào mà muốn giao lưu trực tiếp thì điện cho anh ấy nhé. Rất nhiều phôi khủng, cái phôi xanh rất nhiều. U cục. Có đến xem thì rất nhiều luôn. Vâng, mình đến giao lưu trực tiếp cũng được nhé bác nhé. Đây, mình quay nốt con phôi này nhỉ. Con phôi này chắc là cũng nhiều bác quan tâm đây. U cục đây. Anh để tay đòn rồi. Anh để cho cái bồn to đây. Con này anh đã giao lưu với anh Hồ Tùng nhỉ? Con này thì bác nào thiện chí thì đến tận nơi xem rồi giao lưu. À, ok ạ. Này cao khoảng con này cao mét. Mét thôi. Được ạ. Đúng hàng u sụn đấy bác ạ. Vành 90. Vành thân 90. Anh ấy đang thả sổng nuôi tay cút các thứ thêm nên là nuôi thêm chân bệ nên là quái nó cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà nhìn tổng thể như thế là nó cũng là một con phôi điền hàng già, hàng u cục. Bác nào quan tâm hàng này thì cứ điện thoại cho anh ấy. Có một số con hàng thiện chí thì anh ấy sẽ báo giá qua điện thoại. Và em xin giới thiệu một vòng từ đầu đến cuối. Ở đây anh ấy có cây si búp hồng rất là cao đây. Anh Tùng ơi, cái cây si này là nó cao tầm bao nhiêu mét anh nhỉ? Cao 3 mét. Cao 3 mét 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi đúng không? Đây là như một cái cổng làng đây. Con này là một con rồng. Con rồng đấy. Đúng con rồng, dáng con rồng luôn. Đây nhá. Đứng xa quay. Đây chân bệ đây, phần bệ đây. Đây là hàng khủng rồi. Những con như này thì bác nào thực sự quan tâm thì các bác hãy gọi thẳng vào số điện thoại của anh nhé. Anh ấy sẽ báo giá cho. Còn một số cây thì tí nữa là em sẽ quay và em báo giá từ từ. Anh ấy sẽ báo giá cho mọi người. Em quay kỹ cây này một chút ạ. Này bác nào có khuôn viên lớn. Những tác phẩm khủng như này. Đây là con phôi tán đúng không anh Tùng? Ừ, con cục tán. Cục tán, con này cao tầm con này cao khoảng 70 phân. 70 phân thôi. Vành phải được bao nhiêu nhỉ? Vành con này phải độ khoảng 90. 90. Một cục xanh nam điền đúng không nhá. Cục đấy, con tán tầng không phải tán tầng nữa. Tán tầng con này còn tán tầng. Tán tầng cắt đi đấy, tán tầng hóa cắt đi đấy. Đây già lên già đồng này con này. Da của nó dòng này lên da đồng, da vàng đấy. Đấy. Cái này mà khi bác tưới nước vào nó hiện rõ lên màu vàng luôn, vàng chóe luôn. Thế thì một con phôi như này thì anh giao lưu với các bác là bao nhiêu tiền? Con này mà giao lưu các bác tầm 5 triệu. 5 triệu bác nhé. 5 triệu một con phôi u quịch như này. Đấy các bác quan tâm gọi điện tặng cái số điện thoại của anh nhé. Thôi con khá nhiều cây.
Thế bây giờ mình đi đến đi cây kia đi. Con này là con lòng vàng. Đáy đòn rất to. Cốt khô rồi. Rồi, cũng là da đồng các bác nhé. Con này xanh da đồng. Rất là xù xì u cục nha. Rồi cao con này cao 1m7. 1m7 đấy. Hai tay đòn to. Nào. Làm những cái tay đòn này rất là lâu các nhá. Ra này. Giật hết rồi nhá. Giật nhá. Giật dọc hết rồi, xong hết rồi. Cái này các bác quay về đóng thêm chi tàn bông nữa thôi. Con này bay phải tầm 2m rưỡi. Đến nhớ khoảng đó. Bay là 2m rưỡi bác chứ. Hàng khủng đấy. Hàng to nặng này. Hàng này phải cẩu. Hàng chơi cẩu đấy. Thế như con này thì giao lưu là bao nhiêu anh nhỉ? Con này giao lưu, các bác làm thiện chí thì giao lưu 35 triệu. 35 triệu con này bác nhá. Cái dàn bệ này nó rơi vào khoảng 1m1. Đây, tính từ đây đến đây. 1m1. Thì từ đấy tính được ra vanh. Đây. Đây, đến một con này. Con này rất là hay đây. Ngọa long. Ngọa long đây. Ngọa long su si. Ngọa long u sụn già, u sụn. Thằng già. Đây, cho các nhà bác nhìn cái cục u của nó nhá. Ngọa long. Đấy, con này chỉ cao khoảng 90. Tính đến. Con này cao 3 gang. 3 gang cỡ 70 phân. 70 thôi à? Ừ, em tính đến chỗ này tầm 90. Nếu mà tính đến cái ngọn đang nuôi. Này là kết thúc thì chắc có tầm 90. Đấy. Ngọa long bác nhá. Quằn quại. U cục. Lực. Đấy. Đúng mốt chưa bác? Thằng ra chân bệ đẹp. Móng miếc đẹp. Đấy. Đây cái mặt này bác nhìn này. Đây. Con này thì hàng kỹ rồi, chấp nguồn này, hàng chơi còn quá kỹ luôn. Ngọa long bác nhá. Ngọa long sần sùi u cục. Đấy. Anh ấy giật rất nhiều đấy. Con này hàng giật nhiều rất nhiều rồi. Giật phân rất nhiều rồi. Con này bác nào thậm chí mua thì 20 triệu. 20 triệu bác nhá. Giá giao lưu là 20 triệu, các bác liên hệ với anh Tùng qua số điện thoại ở góc màn hình. À. À, mình sang cây này đi anh ơi. Con này có một con đầu như sư tử. Vâng, một con hoàn thiện đấy bác này. Đấy. Hàng da hàng cốt khô. Cao tầm 1m1. Con này bay khoảng 2m3. Bông đẹp, dàn cành kỹ, đẹp. Hàng hoàn thiện bác ạ. Hàng đây là hàng hoàn thiện rồi, bác nào chơi luôn. Xếp bông chuẩn chỉ luôn rồi. Này bác nào giao lưu cái này, bác nào ứng giao lưu thì 40 triệu. 40 triệu cho một cây hoàn thiện như này nhá. Đây, quay mặt này. Anh làm rất là hay, cái dòng xanh này của anh ấy toàn bộ là nó đều lên da đồng. Để chậu lâu nó lên da rất là đẹp. Bác nhìn da đấy, nước da đấy. Ở đây là hàng thanh đá Lam Điền nhé. Lam đá Lam Điền.
bông đĩa rồi. Anh ấy xếp bông rồi. Xếp bông rồi, hàng này. Bác về thả nước được. Hàng này chính xác là có bể thả nước chơi được. Đây, như cây này thì bác nào thiện chí thì 10 triệu. 10 triệu bác ạ. 10 triệu cho một con xanh như này. Con xanh này cao khoảng 1m6. 1m6. Bay 2m rưỡi. Hàng già đấy. Đây, già đây. Lắm rồi. Đây, cái cút già. Cắt giật xếp bông 10 triệu bác nhá. 10 triệu thôi. Đây nhìn ra đây. Ra ở ngoài đây, ra ở ngoài thì không phải chê về độ già đâu. Đấy. Đây một con đá tàn điệp đây. Con tàn điệp. Bác nào thích chín. Đấy. Xong hết rồi. Bác nào thiện chí thì 15 triệu một con lưu. 15 triệu bác ạ. Bằng cũng là thỏng lên ra đồng bác nhé. Đấy. Đây em ít rõ chưa? Đấy. Hầu hết những con hàng Nam Điền ở đây đều là những con hàng to nặng cả các bác ạ. Thế thì nhiều bác nào mua thì sẽ phải dùng xe nâng hoặc xe cẩu lên xe và mình vận chuyển qua xe taxi tải toàn quốc thôi. Anh ấy nhận vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Anh Tùng ở xã Tân Lập, Phú Thư, Thái Bình.